trưng gai bánh giò. Bánh trưng bánh giò. Mọi người đến Phú Yên du lịch thì nhớ ăn bánh xèo sứ Nẩu nha. Cứ thử ăn đi, biết đâu ăn vào lại dính không chút ra được như mình thì sao. Bánh á, thì lại vừa giòn, mà topping á, thì lại đầy dung. Cành lá thì ta nói cứ phải gọi là hạt dẻ. Và hôm nay thì thuộc địa Phú Yên lại recommend cho mọi người một địa điểm ăn bánh xèo mà không thể bỏ qua khi mà đến Tuy Hòa. Một quán bánh xèo mà đã mở cửa được hơn 30 năm. Ở đây là bánh xèo Cô Chi, địa chỉ là 23/10 Ngô Quyền nha. Một chiếc bánh xèo mà đầy dung topping từ tôm, mực, thịt và trứng. Chỉ với 13 cành thôi á, nhưng mà có hôm thì giá bánh xèo sẽ lên 15 cành cho mỗi cái. Nói chung là dao động từ 13 đến 15 cành cho một cái đầy ắp topping nè. Còn nếu như bánh xèo thường tôm không hoặc là thịt không á thì sẽ là 6 cành cho mỗi cái. Ê, nhưng mà phải nói nha, mắm nêm ở đây rất là ngon luôn. Ai mà mê các loại mắm giống mình á thì chắc không thể bỏ qua địa điểm này được đâu. Mọi người nếu mà thèm bánh xèo thì nhớ đến đây ăn thử đi. Trời ơi, đảm bảo dính luôn. Mọi người đi trên đường Lê Lợi rồi tới hẻm 172 đi vào và nhìn phía tay phải là thấy à. Hoặc nếu không thì mọi người có thể search map ra nha. Nhưng mà địa chỉ sẽ là 23/10 Ngô Quyền nha.